Thưa quý vị khán giả, trong trường quay của Cà Phê Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ Gen Z nhưng lại rất yêu thích với những loại hình nghệ thuật truyền thống, cụ thể là tranh khắc. Ngày hôm nay đó cũng là từ khóa của Cà Phê Sáng. Xin chào mừng bạn Hoàng Oanh. Vâng, xin chào HMC và chào khán giả của chương trình Cà Phê Sáng ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về những gì mình mang đến Cà Phê Sáng ngày hôm nay được không? Vâng, hôm nay thì em có mang đến một số tác phẩm về tranh khắc gỗ và tranh khắc kẽm ạ. Và hôm nay em có mang thêm một món quà để tặng cho chương trình của mình và VTV nhân kỷ niệm 54 năm sinh nhật của VTV ạ. Đó, một bức tranh khắc gỗ. Vâng, trông nó có một cái cảm giác vừa hoài cổ vừa rất là giản dị, nhưng mà nhìn kỹ thì từng đường nét là rất là xinh xắn. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì từ nay thì trường quay Cà Phê Sáng có thêm một cái không gian trưng bày nữa. Bạn hãy nói chi tiết hơn về cái quá trình mà bạn làm ra cái bức tranh này. Dạ vâng, để làm bức tranh khắc gỗ thì em sẽ có một bản phác thảo và sau đó can lên miếng gỗ. Sau đó thì em sẽ bắt đầu dùng dao khắc lên và dùng con lăn lăn lên miếng gỗ và sau đó in ra tờ giấy ạ. Như vậy là một cái bản tranh gỗ thì nó có thể làm ra được nhiều bản in tranh khác nhau. Làm rất nhiều bản in khác nhau. Cái giống này như là in báo ngày xưa. Vâng, và cũng giống như là cái cách làm của các dòng tranh dân gian của cha ông mình. Thế thì không biết là bạn làm như thế thì có khó không? Và khi mà làm thì phải mất bao nhiêu thời gian thì mới được thành thục như thế này? Dạ vâng, làm bức tranh khắc gỗ thì đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận ấy ạ. Thế nên là mỗi nét khắc của em là rất là phải đòi hỏi sự chính xác cao ấy ạ. Và một bức tranh như này thì bé này thì em mất một buổi sáng. Còn dĩ nhiên là một bức to hơn, ví dụ bức này thì em cả tìm phác thảo và cả làm thì em là mất một tháng. Vâng, có thể thấy nói chung là tùy theo tranh. Bạn mang đến rất là nhiều những bức tranh có cùng chủ đề là hoa và động vật hay là những chú pet, chú cưng đúng không? Chú cún nhà em luôn. Vậy thì những bức tranh như thế này thì đây là những tranh bạn làm để gọi là theo sở thích, hay là đây là những bức tranh mà chúng ta có thể kinh doanh rồi là có khách hàng đặt hàng? Đây là những cái bài em làm ở trên lớp ạ. Vâng, và em cũng những tranh này thì cũng thể là em có thể bán luôn. Mà mình sờ vào đây thì mình thấy cái sự gồ ghề của cái đây là khắc trực tiếp luôn lên tranh. Vâng, khắc lên miếng gỗ ạ. Vâng, khắc luôn lên miếng gỗ và mình không có sử dụng bản in nữa mà là mình sử dụng luôn cái miếng gỗ này để trang trí luôn đúng không ạ? Miếng gỗ này thì sau khi khắc xong thì sẽ lăn mực ạ, sau đó in ra từ giấy. Tức là vừa có thể sử dụng bản in là một cái hình thức trang trí mà vừa có thể sử dụng gỗ luôn. Và tôi biết là cái này có một cái chuyên ngành học ở trong trường đại học đúng không? Dạ vâng. Em thì hiện đang học cao học ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ạ, chuyên ngành đồ họa. Cái công đoạn nào là công đoạn khó nhất khi mà tạo ra bức tranh khắc gỗ như này? Chắc công đoạn khó nhất là công đoạn khắc đấy ạ. Và tìm phác thảo thì phác thảo phải rất là kỹ, tại vì từng nét khắc là phải chuẩn luôn. Thì nếu khắc sai thì rất khó để sửa. Có thể thấy rằng là việc tạo ra bức tranh khắc gỗ này cũng đã là đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ công phu, sự khéo léo và óc sáng tạo nữa. Nhưng mà như hôm nay bạn còn mang tới một loại tranh khắc nữa, không phải là khắc gỗ đúng không? Dạ vâng, em còn đem đến một tranh nữa là tranh khắc kẽm ạ. Đây là một cái bản khắc kẽm của em, là hình hai chú chó. Tôi cũng không biết là ở trên màn hình thì quý vị khán giả có nhìn thấy rõ từng đường nét chi tiết không? Làm sao để mình ăn sâu vào bức tranh từng những cái đường nét như thế này được? Tranh khắc kẽm thì sẽ là dùng axit để ăn mòn. Ví dụ như là các bức tranh bình thường thì mình sẽ tự tạo độ đậm nhạt. Nhưng mà tranh khắc kẽm thì sẽ bằng cách ngâm axit, càng ngâm lâu thì cái độ màu của mình nó càng đậm ấy. Tức là đây là bộ môn em yêu hóa học. Vâng. Sử dụng hiểu biết hóa học. Có khó không? So với cả khắc gỗ thì thế nào? Khó hơn ấy, tại vì khá là độc hại. Phải cẩn thận, em phải đeo khẩu trang rồi đeo găng tay. Và có một cái điểm rất thú vị là ngày hôm nay thì mình nhận ra một gương mặt rất là quen thuộc ở trên mạng xã hội. Vì cái trang cá nhân của bạn ấy thì cũng được rất là nhiều bạn theo dõi, trong đó có Phí Linh. Thì nhìn thấy là Oanh không chỉ làm tranh khắc gỗ, khắc kẽm mà còn thử sức với nhiều những cái loại hình nghệ thuật truyền thống về hội họa khác. Ví dụ như là sơn mài chẳng hạn. Thì cái hành trang của những cái bộ môn nghệ thuật truyền thống về hội họa thì nó là một phần như thế nào trong con người của Oanh và nó có ý nghĩa như thế nào? Thì em vốn là dân hội họa, em tốt nghiệp ngành hội họa. Và sau khi năm ngoái thì em quyết định đi học cao học. Thì em chuyển hướng sang học đồ họa để học thêm các cái bộ môn mới về đồ họa Việt Nam ấy. Thì nói chung là em rất yêu thích mỹ thuật. Thế nên là em cũng muốn thử sức hết với các cái thể loại của mỹ thuật hội họa và đồ họa. Và em thấy rất là vui vì mình được thử rất là nhiều chất liệu khác nhau.
Tôi nghĩ rằng là với những người trẻ được hành trang là những loại hình nghệ thuật truyền thống cộng với sự mới mẻ trong công nghệ và cả óc sáng tạo của chính cá nhân họ thì cộng với mạng xã hội nữa thì sẽ là một cơ hội để lan tỏa rất là nhiều những cái sản phẩm đẹp và có giá trị như thế này. Cảm ơn Hoàng Anh đã đến với Cà Phê Sáng và một lần nữa cảm ơn món quà của bạn đã dành tặng cho Cà Phê Sáng cũng như là Đài Truyền hình Việt Nam. Xem như thế này để thấy là chúng ta vô cùng giàu có về kho tàng văn hóa và chúng ta cũng rất tự tin vào những người trẻ ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đầy tự hào của cha ông.